Tố Hữu là một nhà thơ lớn của nền văn học Việt Nam nói chung và trong mảng văn học cách mạng nói riêng. Ông là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng kháng chiến. Ở Tố Hữu có sự thống nhất hài hòa giữa cuộc đời cách mạng và cuộc đời thơ. Chính vì vậy, có thể nói rằng qua các tác phẩm của ông, ta không chỉ thấy được thế giới tâm hồn tình cảm, thấy được phong cách nghệ thuật độc đáo, mà qua đó dường như nhà văn còn phản ánh một cách rõ nét những dấu mốc lịch sử quan trọng xuyên suốt quá trình kháng chiến bảo vệ nền độc lập dựng của dân tộc. Người đọc vì thế có thể thấy được trọn vẹn những trang sử vẻ vang của đất nước như những thước phim quay chậm. Và bài thơ Việt Bắc là một trong những bài thơ như thế. Để tìm hiểu bài thơ này, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chung, một nhỏ tìm hiểu chung về hoàn cảnh sáng tác. Đầu tiên chúng ta cần hiểu về Việt Bắc. Việt Bắc không chỉ là cái nôi của cách mạng Việt Nam trong những năm tiền khởi nghĩa, mà còn là căn cứ địa vững chắc, là đầu não của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng bào Việt Bắc đã cưu mang che chở cho Đảng, cho chính phủ, cho bộ đội từ những tháng ngày gian khổ cho đến ngày toàn thắng. Và bài thơ Việt Bắc đã được viết trong một sự kiện đặc biệt. Đó là sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết, thì hòa bình đã trở lại, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Một trang sử mới của đất nước và của cách mạng đã được mở ra. Tháng 10 năm 1954, các cơ quan trung ương của Đảng và chính phủ đã rời chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Khi về Hà Nội, tôi có cảm giác như mình để lại một phần đời ở Việt Bắc. Đó là lý do giản dị khiến tôi viết bài Việt Bắc. Tố Hữu đã có lần tâm sự như vậy. Nhân sự kiện có tính lịch sử đó, Tố Hữu sáng tác bài thơ Việt Bắc. Tiếp theo, chúng ta đi sang phần thứ hai, tìm hiểu vị trí của bài thơ. Ta thấy Việt Bắc là một thành công lớn xuất sắc của Tố Hữu, là đỉnh cao của thơ ca Việt Nam thời kỳ chống Pháp và bài thơ tiêu biểu cho suy nghĩ của con người kháng chiến đối với Việt Bắc. Vì thế, bài thơ đã trở thành khúc hát của kẻ đi, người ở, song ở bề sâu, nó là truyền thống ân nghĩa và đạo lý thủy chung của dân tộc. Tiếp theo, phần thứ ba nhỏ, chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa nhan đề bài thơ. Việt Bắc là tên một địa danh lịch sử, là cái nôi của cách mạng trong những năm tiền khởi nghĩa và là căn cứ địa vững chắc, là đầu não của cuộc kháng chiến chống Pháp. Chính vì thế, tên gọi Việt Bắc vang lên, chúng ta đã thấy có một ý nghĩa nhất định. Tiếp theo, chúng ta sang phần số 4, tìm hiểu về vị trí đoạn trích. Đoạn trích mà chúng ta được học trong chương trình nằm ở phần đầu của tác phẩm, nói về kỷ niệm cách mạng và kháng chiến. Tiếp theo, chúng ta bước sang phần hai la mã, đọc hiểu văn bản. Văn bản rất dài, tuy thế nó có thể chia thành các phần. Phần thứ nhất, từ khổ 1 đến khổ 4, nói về tâm trạng bâng khuâng bồn chồn bị dị lưu luyến khi chia tay. Phần thứ hai, từ khổ thứ 5 cho đến khổ thứ 11, miêu tả lại nỗi nhớ da diết mênh mông với nhiều cung bậc sắc thái khác nhau. Trước khi đi vào tìm hiểu từng đoạn, chúng ta sẽ phải tìm hiểu chung về cấu tứ của đoạn trích này. Chúng ta thấy là cấu tứ của đoạn trích này dựa trên một nội dung xuyên suốt, đó là ân tình cách mạng của người Việt Bắc và người cán bộ về xuôi, được thể hiện qua tâm trạng nhớ nhung. Cuộc chia tay lớn của cán bộ Đảng, chính phủ với Việt Bắc được thu vào cuộc chia tay của một đôi trai gái. Người ở lại rừng núi chiến khu là cô gái Việt Bắc, người về xuôi là anh cán bộ cách mạng. Ân tình cách mạng của người Việt Bắc và cán bộ về xuôi đã được thể hiện như tâm trạng của một tình yêu đôi lứa. Tiếp theo, phần thứ hai, chúng ta cảm nhận chung về mặt hình thức. 15 năm thiết tha mặn nồng đã được Tố Hữu thể hiện bằng một thể thơ rất giàu tính dân tộc, đó là thể lục bát. Và bên cạnh ấy, tác giả còn kết hợp với cả kết cấu đối đáp, lối xưng hô mình ta, trải dài miên man. Và đồng thời bên cạnh đấy là tác giả sử dụng cặp đại từ nhân xưng mình ta rất quen thuộc trong thơ ca dân gian. Nó có khả năng biểu hiện một cách thuận tiện, phù hợp với điệu hồn chung của cộng đồng người Việt. Và từ đấy nó có phần biểu hiện cho nỗi nhớ triền miên da diết ở trong bài thơ. Phần thứ nhất,
tìm hiểu về cuộc chia tay và tâm trạng của kẻ ở người đi trong khổ 1 đến khổ 4. Ở đây, chúng ta thấy nỗi niềm của người đi và nỗi niềm của cả người ở lại được biểu hiện rất rõ rệt ở trong khổ 1 đến khổ 4 này. Đầu tiên là nỗi niềm của người ở lại được biểu hiện ở trong khổ thơ thứ nhất. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Cũng như cả bài thơ, bốn câu thơ đầu, Tố Hữu đã sử dụng thật tài tình cặp đại từ xưng hô mình ta, khiến đoạn thơ mang âm hưởng như khúc hát giao duyên của những đôi trai gái yêu thương trong ca dao dân ca. Ở đây, mình ta đã được Tố Hữu hình tượng hóa chỉ cán bộ chiến sĩ và đồng bào Việt Bắc. Bên cạnh đấy, ở trong khổ 1, cái tôi trữ tình của Tố Hữu đã phân thân để diễn tả nỗi nhớ. Bốn câu thơ đã lấy lại liên tiếp điệp từ, điệp ngữ, mình về, mình có nhớ với hai câu hỏi thiết tha mặn nồng. Câu hỏi đầu tiên là về thời gian, 15 năm ấy. 15 năm là một hành trình lâu dài vĩ đại của cuộc kháng chiến. Nó đã bồi đắp tình cảm sâu sắc của những người kháng chiến trên quê hương Việt Bắc. Bên cạnh câu hỏi về mặt không gian là mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Hình ảnh thơ thật có sức gợi lớn. Núi và nguồn ở đây đâu chỉ nhắc nhở tới núi sông Việt Bắc thơ mộng hùng vĩ mà còn xoáy vào ý nghĩa Việt Bắc là chiến khu cách mạng, là cội nguồn của mọi chiến thắng vĩ đại. Nó nhắc ta đến truyền thống thủy chung, đến đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Như vậy, ở trong khổ 1, qua lời nói của người ở lại, tác giả đã diễn tả tình cảm chân thành sâu sắc của đồng bào Việt Bắc hướng về các chiến sĩ về xuôi. Nhưng ngoài ra ở đây, tác giả còn muốn diễn tả tình cảm của người ra đi ở trong khổ thơ thứ 2. Đáp lại lời hỏi của Việt Bắc thì những người ra đi đã trả lời ra sao? Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Ở đây ta thấy tác giả đã liên tiếp sử dụng các từ láy như tha thiết, bâng khuâng, bồn chồn, tạo lên giai điệu luyến láy của những câu thơ lục bát vốn đã rất mượt mà. Và rõ ràng nó diễn tả một điều là người ra đi thấu hiểu những băn khoăn nhung nhớ của người ở lại, và họ cũng giải bày tâm trạng bâng khuâng bồn chồn của mình. Ấy là tâm trạng ra đi mà không lỡ. Bên cạnh đấy, tác giả sử dụng hình ảnh hoán dụ áo chàm. Đây là một hình ảnh hoán dụ quen thuộc nhằm chỉ đến người dân Việt Bắc, chỉ đồng bào ở chiến khu. Và từ hình ảnh ấy, chúng ta thấy tác giả thể hiện tình cảm yêu thương gắn bó với người dân ở đây. Bởi áo chàm là máu của quê hương dân tộc đậm đà, là biểu tượng của văn hùng ca Việt Bắc. Để rồi, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Cuộc chia tay của họ chỉ biết cầm tay nhau thôi, không biết nói gì cả, để thỏa hết nỗi lòng. Nhịp thơ 3-3, áo chàm đưa và buổi phân ly, cùng với cả dấu 3 chấm ở cuối câu đã diễn tả rất tài tình trạng thái ngập ngừng quyến luyến của kẻ ở người đi. Như vậy ta thấy rõ ràng trong khổ thơ thứ 2, tác giả đã miêu tả cho chúng ta thấy sự biện duyện, lưu luyến của người ra đi với bao nỗi niềm thương nhớ. Từ khổ 1 khổ 2 này, tác giả đã đi đến khổ thơ thứ 3, đi sâu hơn, nói rõ hơn những kỷ niệm ở trong nỗi nhớ của người ra đi. Khổ thơ thứ 3 có một kết cấu chung, đấy là các câu thơ đều lặp lại ở các phép lái đầu với chữ mình đi, mình về. Và đồng thời, ở đây thì các câu đều được sắp xếp theo hình thức là 12 câu lục bát cấu tạo bằng 6 câu hỏi như khơi sâu vào kỷ niệm. Ở đây, chúng ta thấy nhìn thoáng qua
thì tổ chức các câu thơ lặp lại ở 6 câu đầu mình đi mình về ấy, thì có thể là nó là một sự lặp lại bình thường. Thế nhưng ở đây đấy là hình à một sự lặp lại có chủ ý của tác giả, vì đi và về vốn ngược chiều trái hướng, song ở trong bài thơ thì nó lại đồng nhất một phương, ra đi để hẹn về. Việt Bắc đã trở thành quê hương thứ hai của người cán bộ kháng chiến. Đồng thời, nghệ thuật đối được sử dụng với tần số cao trong các câu thơ. Những hình ảnh thơ đã thực sự cất lên chất thơ nhờ những câu thơ đối xứng mang vẻ đẹp cổ điển và uyên bác này. Hơn nữa thì 12 câu thơ lục bát cấu tạo bằng 6 câu hỏi như khơi sâu vào kỷ niệm. Những kỷ niệm ấy được gợi nhớ đều là những kỷ niệm về thiên nhiên, về cuộc sống chung, về tình cảm cán bộ với cả nhân dân, chia ngọt sủi bùi, chung dân lao, chung mối thù. Và những kỷ niệm ấy được gợi dậy thế nào? Đầu tiên là kỷ niệm về thiên nhiên. Nó được tái hiện rất rõ trong câu thơ số 1, số 2, số 5 và số 6. Mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù. Ở đây tác giả đã tái hiện một loạt cái hình ảnh như mưa nguồn, suối lũ, mây mù. Đấy là những hình ảnh chọn lọc gợi cảm, thể hiện được đặc trưng của vùng rừng núi. Đặc biệt tác giả có sử dụng hình ảnh nhân hóa. Mình về rừng núi nhớ ai? Trám bùi để rụng, măng mai để già. Nghệ thuật nhân hóa ở đây đã tạo sự sống động cho hình ảnh thơ. Người đi rồi, cả một vùng rừng trở nên hoang vắng, trám không người nhặt, măng không ai hái, cả núi rừng cũng mong nhớ đến thẫn thờ. Rõ ràng là mượn cái thừa để nói cái thiếu ở đây là một điều thật thú vị, thật hay. Bên cạnh đấy thì tác giả còn tái hiện cho chúng ta thấy kỷ niệm về con người. Nó được viết từ câu số 3, câu số 4 và câu số 7 đến câu số 12. Đầu tiên là kỷ niệm về người dân Việt Bắc. Người dân Việt Bắc đã được tái hiện với hai nét vẽ tương phản. Miếng cơm chấm muối và cảnh hắt hiu lau xóm, lau sán đối lập với cả mối thù nặng vai và tấm lòng son đậm đà. Mình về rừng núi nhớ ai? Trám bùi để rụng, măng mai để già. Mình đi có nhớ những nhà hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son. Mình về có nhớ chiến khu, miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai. Ở đây rõ ràng sự đối lập giữa cái bên ngoài hắt hiu lau xám với cái bên trong đậm đà lòng son đã biểu hiện chân thật cuộc sống lam lũ nghèo khó của người dân Việt Bắc, nhưng trong lòng họ thì thủy chung son sắc với cách mạng. Và đi cùng với cả hình ảnh những người dân là hình ảnh về kỷ niệm một thời kháng chiến. Mình về có nhớ núi non, nhớ khi kháng Nhật thuở còn Việt Minh. Mình đi mình có nhớ mình, tân trào hồng thái, mái đình cây đa. Một loạt các địa danh được nhắc đến ở đây đã làm sống dậy cả một thời chiến đấu oanh liệt. Nó gợi nhắc cho chúng ta một thời kỳ mà cả người ở, người đi cùng chung một bầu nhiệt huyết, cùng chung một quyết tâm đánh giặc. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy ở đây tác giả đã miêu tả cho chúng ta thấy những kỷ niệm ấy để nhắc lại sự gắn bó sâu sắc giữa Việt Bắc và các cán bộ cách mạng. Ta với mình với ta, lòng ta sau trước, mặn mà, đinh linh. Trong hai câu thơ đầu của khổ thơ thứ 4 này, ta thấy là người ra đi đã đón hết những ân nghĩa của Việt Bắc và họ mở lời. Lời nào của người về cũng là những lời chí tình chí nghĩa. Hai đại từ mình ta ở đây lại càng xoắn xuýt, quấn quýt. Nó như là không thể tách rời. Ta với mình với ta. Sự xoắn xuýt quấn quýt ấy như biểu hiện một điều là hai người là một, tình cảm của người ra đi sẽ không bao giờ thay đổi. Để rồi trong hai câu thơ sau, tình cảm ấy lại được bộc lộ rõ hơn. Mình đi, mình lại nhớ mình, nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. Dường như hai câu thơ này là sự trả lời cho câu hỏi, mình về mình có nhớ ta. Diễn xuôi ngôn ngữ của tình yêu thì nó là câu,
anh đi, anh lại nhớ em. Nhưng ở đây nó còn có nghĩa, anh đi, anh lại nhớ chính anh, bởi một phần máu thịt của anh đã gắn với cả Việt Bắc rồi. Nỗi nhớ của người đi thật là rào rạt, nghĩa tình của người đi đối với Việt Bắc thật là bất tận. Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. Tố Hữu đã mượn cách nói đậm màu sắc ca dao để diễn tả tình cảm. Người đi trả lời như vậy hẳn là đã yên lòng người ở lại rồi. Từ đấy thì ở trong phần 2, tác giả đã diễn tả nỗi nhớ xa xiết mênh mang với rất nhiều cung bậc khác nhau trong tâm trạng, trong ký ức của người ra đi. Nó được miêu tả rõ từ khổ thơ thứ 5 cho đến khổ thơ thứ 11. Ở đây, nỗi nhớ đã được diễn tả với nhiều sắc thái. Đầu tiên là nỗi nhớ về thiên nhiên trong khổ thơ thứ 5, thứ 6. Thứ hai là nỗi nhớ về cuộc sống và con người Việt Bắc từ khổ 5 đến khổ 7. Và cuối cùng là nỗi nhớ về những kỷ niệm cách mạng từ khổ 8 đến khổ thơ thứ 11. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu lần lượt từng khổ. Đầu tiên khổ thơ thứ 5. Trong 6 câu đầu của khổ thơ thứ 5, tác giả đã miêu tả cảnh Việt Bắc qua nỗi nhớ. Qua hồi tưởng của chủ thể trữ tình, cảnh Việt Bắc hiện lên thật đẹp. Nỗi nhớ tha thiết của những cán bộ sắp về xuôi đã khắc sâu thiên nhiên núi rừng Việt Bắc với vẻ đẹp vừa hiện thực, vừa thơ mộng thi vị, gợi rõ những nét riêng biệt, độc đáo, khác hẳn với những vùng quê khác. Chỉ những người từng sống ở Việt Bắc, coi Việt Bắc là quê hương thân thiết của mình mới có những nỗi nhớ, những cảm nhận sâu sắc. Ví dụ như cảm nhận về trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương, cảm nhận về những bản làng ẩn hiện trong sương khói, cảm nhận về những đêm có ánh trăng, những bếp lửa hồng trong đêm khuya, những núi rừng sông suối mang cái tên quen thuộc. Tất cả những khoảng thời gian, những khoảng không gian ấy đều lóng lánh kỷ niệm. Và đồng thời nó vẽ lên một khung cảnh đẹp, có phần hoang sơ nhưng mà không hiu quạnh mà vô cùng thơ mộng ấm áp. Từ đó trong 12 câu sau, tác giả đã đi vào nói về những ngày tháng khó khăn gian khổ trong chiến đấu, song chứa đầy tình người nồng ấm. Thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm xẻ nửa chăn xuôi đắp cùng. Hai câu thơ đầu miêu tả cho chúng ta thấy sự khó khăn thiếu thốn. Thế nhưng cảnh và người Việt Bắc ở đây đều đẹp và tình nghĩa đều chan hòa. Hình ảnh tượng trưng chia củ sắn lùi, bát cơm xẻ nửa, chăn xuôi đắp cùng kết hợp với cách dùng từ như là chia, sẻ, cùng diễn tả được mối tình cảm chia sẻ ngọt bùi giữa nhân dân Việt Bắc với các cán bộ cách mạng. Biết bao tình cảm sâu nặng trong củ sắn, bát cơm, chăn xuôi mà người cán bộ cách mạng đã chịu ơn Việt Bắc. Đây là một hình ảnh đậm đà tính giai cấp. Bên cạnh đấy thì tác giả còn nhớ đến con người, những con người nghèo khổ cơ cực nhưng đậm đà tấm lòng son. Nhớ người mẹ nắng cháy lưng, điệu con lên dãy bẻ từng bắp ngô. Hình ảnh người mẹ nắng cháy lưng gợi cho người đọc liên tưởng đến sự tần tảo, chắt chiu, cần cù lao động của bà mẹ chiến sĩ trong kháng chiến. Những người mẹ ấy đã đùm mọc kiêu mang những chiến sĩ cách mạng. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho cái đẹp, cho ân tình trong cuộc sống kháng chiến không thể phai nhòa trong ký ức người về xuôi. Rồi hình ảnh nào nữa, đó còn là hình ảnh của cảnh sinh hoạt trong kháng chiến vui tươi lạc quan, dù còn rất nhiều gian khổ thiếu thốn. Nhớ sao lớp học y tờ. Đoạn thơ rõ ràng đã dựng lại những khung cảnh sinh hoạt quen thuộc, mà nó vô cùng tiêu biểu trong sinh hoạt kháng chiến. Câu thơ đối ý mà nêu bật được tinh thần lạc quan yêu đời của các cán bộ cách mạng, dù cuộc sống còn rất nhiều gian khổ. Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo. Để rồi, đoạn thơ này đã khép lại trong một khung cảnh vô cùng êm ả, bình dị. Âm thanh tiếng mõ rừng chiều và trời đêm nệm cối đều đều suối xa là âm thanh đặc trưng của Việt Bắc, phản ánh sinh hoạt yên ả, bình dị nơi núi rừng, và đồng thời nó gợi ra cho chúng ta thấy nỗi nhớ của một thời đã qua. Như vậy, ở 12 câu thơ sau này, tác giả đã miêu tả hình ảnh con người Việt Bắc nghèo khổ, nhưng rất cần cù, thủy chung và sâu nặng ân tình với cách mạng. Từ đó, trong khổ thơ thứ 6, tác giả đã vẽ ra một bức tranh tứ bình
vẻ cảnh thiên nhiên và con người hòa quyện nhau thắm thiết trong cả bốn mùa. Ở đây, hai câu thơ đầu, tác giả đã khái quát chung nỗi nhớ. Ta về mình có nhớ ta về ta nhớ những hoa cùng người. Mở đầu đoạn thơ, người cán bộ kháng chiến hỏi Việt Bắc có nhớ ta không? Nhưng hỏi là để diễn tả sâu hơn nỗi nhớ của mình. Điệp từ ta về và nhớ tăng cường nhạc điệu, kết hợp với cả tình cảm ở đây thì nó càng nhấn mạnh hơn cho chúng ta thấy mối tình cảm tha thiết và tình cảm ấy hướng về đâu. Trong nỗi nhớ của người ra về thì nỗi nhớ ấn tượng, tình cảm ấn tượng sâu đậm nhất chính là hình ảnh hoa và người. Hoa là biểu tượng cho thiên nhiên Việt Bắc tươi đẹp. Đặt hoa cạnh người làm tôn lên niềm yêu mến trân trọng của tác giả đối với nhân dân Việt Bắc tình nghĩa. Từ đấy, bức tranh tứ bình hiện ra, đầu tiên với mùa đông. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh, dao gài thắt lưng. Cảnh ở đây thật đẹp, đây là mùa đông, thế nhưng mà tác giả vẫn miêu tả màu xanh tha thiết, đột ngột bùng lên. Và bên cạnh đấy là màu đỏ của hoa chuối như ngọn lửa ấm áp. Vẻ đẹp và màu sắc đối chọi, xanh đỏ, rõ ràng cho chúng ta thấy một khung cảnh rất ấm áp. Và giữa khung cảnh ấy là hình ảnh của con người. Người này được miêu tả trong bài là con người lao động, đèo cao nắng ánh, dao gài thắt lưng. Tố Hữu đã quan sát rất tinh, người đi rừng bao giờ cũng có một con dao trần mà dắt thắt lưng. Khi nó gặp với ánh mặt trời thì nó lấp lánh, tạo lên một vẻ đẹp vô cùng tuyệt vời. Hình ảnh đèo cao, nắng ánh, dao gài thắt lưng làm sao mà chúng ta quên được. Chỉ có một câu thơ ấy thôi, nhưng nó đã tạo lên một tư thế mạnh mẽ, khỏe khoắn của những con người làm chủ thiên nhiên. Từ khung cảnh mùa đông, tác giả chuyển sang khung cảnh mùa xuân với nét vẽ thật tinh tế. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang. Khung cảnh với cả mơ nở trắng rừng đã chuyển bức tranh chuyển sang một gam lạnh. Ngày xuân rừng núi phủ một màu trắng tinh khiết của hoa mơ. Động từ nở khiến cho màu sắc như đang có sự vận động. Màu trắng ngày càng có sức ám ảnh đối với người đọc. Bên cạnh đấy là hình ảnh con người. Con người được thể hiện rõ qua từ chuốt. Từ chuốt gợi sự tỉ mỉ, cần mẫn, khéo léo của các cô gái Việt Bắc. Tiếp theo là khung cảnh mùa hạ. Ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Một khung cảnh vô cùng đậm chất đặc trưng của rừng núi Việt Bắc với cả tiếng ve kêu. Tác giả đã sử dụng bút pháp ấn tượng, tưởng chừng như tiếng ve kêu đậm đặc rung chuyển cả rừng, khiến cho lá phách đổ vàng. Đó không chỉ là ấn tượng về sự chuyển động mà còn sự là ấn tượng về sự chuyển dịch của thời gian. Trước mắt người đọc là những rừng phách đang dần vàng rực theo tiếng ve ngân. Bên cạnh đó là hình ảnh con người. Giữa cảnh rừng hè, bất chợt gặp một cô gái hái măng một mình. Phong cảnh đã hữu tình, mà có thêm cô gái lại càng hữu tình hơn. Cô gái tuy một mình, nhưng chẳng thấy cô đơn. Ngược lại, khung cảnh càng tôn thêm sự trẻ trung của cô. Con người ấy đang làm chủ thiên nhiên, làm chủ cuộc đời. Bức tranh cuối cùng là bức tranh về mùa thu. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Hiếm có một khung cảnh đẹp thế này. Đó là một cảnh đêm trăng thu mà tác giả đã vẽ bằng nhiều nét vẽ tinh tế. Chữ hòa bình làm không gian trở nên êm đềm, đồng thời cũng là niềm ao ước của tất cả người dân bấy giờ. Vì thế, hình ảnh con người không xuất hiện trực tiếp, nhưng qua tiếng hát làm cho tất cả chúng ta đều thấy hình ảnh con người đã tạc vào cái nền của khung cảnh với vẻ đẹp của sự đảm đang, tình nghĩa, thủy chung. Nỗi chờ ấy lại tiếp tục được thể hiện trong những khổ thơ sau. Tiếp theo, khổ thơ thứ 7. Trong khổ thơ thứ 7 này, ta thấy tác giả đã miêu tả hình ảnh của thiên nhiên Việt Bắc, hình ảnh của cuộc kháng chiến. Đầu tiên, trong câu thơ số 1 đến câu thơ số 6, tác giả đã miêu tả núi rừng Việt Bắc tươi đẹp,
dường như đang trở thành lũy sắt bảo vệ che chở cho bộ đội và vây đánh quân thù. Nhớ khi giặc đến giặc lùng, rừng cây núi đá ta cùng đánh tây. Núi răng thành lũy sắt dày, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Mênh mông bốn mặt sương mù, đất trời ta cả chiến khu một lòng. Mỗi tên núi, tên sông, tên phố, tên bản đều trở thành một chiến công lừng lẫy của nhân dân Việt Bắc. Để rồi, sang câu số 7 đến câu số 10, tác giả đã miêu tả những cảnh rộng lớn, những hoạt động tấp nập sôi động của cuộc kháng chiến. Ai về ai có nhớ không? Ta về ta nhớ, phủ thông đèo Giàng. Nhớ sông Lô, nhớ phố Giàng, nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà. Quả thật, việc liệt kê một loạt các địa danh cho chúng ta thấy niềm vui phơi phới, sự thực sôi động của cuộc kháng chiến. Nhưng ở đây, tác giả không phải chỉ nhớ đến cuộc kháng chiến, tác giả còn miêu tả cho chúng ta thấy được hình ảnh vẻ rất đẹp mang cảm hứng sử thi của cuộc kháng chiến, với hình ảnh những đoàn quân ra trận điệp điệp trùng trùng, với hình ảnh hùng vĩ của cuộc chiến tranh nhân dân từ những đoàn dân công, những đoàn xe cơ giới ra trận. Đó là khí thế của 40 thế kỷ cùng ra trận, ngời sáng trong trận chiến sinh tử với kẻ thù. Những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất rung, quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đổ súng bạn cùng mũ nan, dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tạ tàn lửa bay, nghìn đêm thăm thẳm sương dày, đèn pha bật sáng như ngày mai lên, tin vui chiến thắng trăm miền, hòa bình Tây Bắc, Điện Biên vui về, vui từ Đồng Tháp An Khê, vui lên Việt Bắc, đèo Re, núi Hồng. Khổ tám này quả thật đã làm cho chúng ta thấy vô cùng tự hào. Trong đó, hai câu thơ đầu, tác giả đã diễn tả ấn tượng chung về sức mạnh của dân tộc trong kháng chiến với hình ảnh những đường Việt Bắc của ta. Đọc câu thơ, ta đã thấy ngay âm hưởng hết sức hào hùng của bài ca kháng chiến vang lên với những điệp từ như đêm đêm rầm rập, với hình ảnh đất rung. Và ở đây, ấn tượng là câu thơ đã gợi được hình ảnh biểu trưng về con đường, những con đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, đường qua Việt Bắc hay đường lên Điện Biên là những con đường mở ra cùng với chiến thắng của quân dân ta, nhưng cũng là con đường đầy ý nghĩa, tượng trưng khái quát của cả một quá trình đi lên của kháng chiến và cách mạng. Tiếp theo, trong hai câu thứ 3-4, tác giả đã miêu tả hình ảnh đoàn quân ra trận, hình ảnh đoàn quân ấy với khí thế điệp điệp trùng trùng. Nó làm cho cả bài thơ trở lên rực sáng và hùng vĩ. Hình ảnh đoàn quân ra trận đã được lấy cảm hứng lãng mạn và mang tầm vóc vũ trụ bởi những hình ảnh như sao đổ súng, một hình ảnh rất thực nhưng vụt lớn bởi cảm hứng lãng mạn. Những người chiến sĩ đang hoành quân ra trận với cả âm hưởng điệp điệp trùng trùng ấy như dựng trước mắt người đọc vẻ đẹp của một đoàn binh mà giống như một dải ngân hà lấp lánh đang cuộn cuộn đổ về phía tiền phương. Tiếp theo, trong hai câu số 5-6, tác giả đã miêu tả hình ảnh của đoàn dân công. Dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tàn lửa bay. Trong bức tranh tổng hợp về sức mạnh của dân tộc ta trong kháng chiến, Tố Hữu đã dùng một màu sáng, một màu chói lóa để làm bừng lên vẻ đẹp hùng vĩ của chiến tranh nhân dân. Đó, nó thể hiện qua chi tiết về hình ảnh đoàn dân công. Ở đây, hình ảnh bàn chân đã được tác giả sử dụng thủ pháp phóng đại, cường điệu, làm bừng sáng lên ánh sáng lãng mạn nhưng đầy khí thế oai hùng lẫm liệt. Để rồi chuyển sang câu thơ số 7, số 8, chúng ta thấy tác giả tiếp tục miêu tả bức tranh kháng chiến, nhưng nó thể hiện qua hình ảnh của những đoàn xe cơ giới ra trận. Sự hùng vĩ của nó được đo bằng thước đo của ngàn đêm lịch sử, nghìn đêm thăm thẳm sương dày, nay đã được xua đi bởi đèn pha bật sáng như ngày mai lên. Chữ bật sáng nhằm nhấn mạnh cái khoảng khắc chói lòa, kháng chiến chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ chiến thắng. Để rồi từ đấy, bốn câu thơ cuối khép lại bằng những niềm vui chiến thắng.
tin vui chiến thắng trăm miền. Câu 1 là cảm xúc bao quát. Còn ở những câu sau, tác giả đã thể hiện sự lan tỏa của tin vui trăm miền ấy qua sự xuất hiện một loạt các địa danh. Sự liệt kê các địa danh chiến thắng cũng chứa đựng những giá trị tư tưởng nghệ thuật. Đó là sự sắp xếp nhằm làm nổi bật tin vui như bay đi với một tốc độ siêu tốc. Vừa mới đó là Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên. Tiếp theo đã là Đồng Tháp, An Khê, rồi lại là Việt Bắc, Đèo Re, Núi Hồng. Nếu ở trong những phần trên tác giả miêu tả cuộc kháng chiến, thì đến khổ thơ 9-10, tác giả đã chuyển sang giọng điệu trang trọng, thiêng liêng để diễn tả nỗi nhớ về Trung ương và chính phủ Cụ Hồ. Đầu tiên là khổ thơ thứ 9. Ở trong khổ thơ thứ 9, tác giả đã miêu tả hình ảnh Việt Bắc trong trí nhớ của người về. Đây là quê hương của cách mạng, là căn cứ địa, là niềm tin hy vọng của cả dân tộc. Để rồi ở khổ thơ thứ 10, tác giả đã thể hiện nỗi nhớ về người cha già của dân tộc, đó là Bác Hồ, người đã mở cho cách mạng Việt Nam một con đường mới. Và từ đấy thì tác giả đã khẳng định một điều là cán bộ dù có ra đi sẽ không bao giờ quên 15 năm ấy. 15 năm mà chúng ta đã từng gắn bó thiết tha mặn nồng, đã đấu tranh giành độc lập dân tộc. Và cán bộ sẽ không quên Việt Bắc là quê hương của cách mạng, bởi chính nơi này mình và ta đã cùng nhau chiến đấu để có được nền Cộng hòa như ngày nay. Từ đây chúng ta sẽ bước vào phần cuối cùng, tổng kết. Đầu tiên chúng ta đưa ra những nét tổng kết chính về mặt nội dung. Học xong bài này, các em sẽ nắm được những ý chính như sau. Thứ nhất, ta thấy Việt Bắc là khúc hùng ca, tình ca về cách mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến. Đồng thời từ đấy chúng ta thấy tác giả đưa ra một lời nhắn nhủ, phải phát huy truyền thống ân nghĩa thủy chung của con người Việt Nam. Hai nhỏ về mặt nghệ thuật. Ta thấy Việt Bắc là một bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ của nhà thơ Tố Hữu. Nó mang tính chất trữ tình chính trị rất rõ. Việt Bắc vừa là khúc hát ân tình thủy chung của người cách mạng với lãnh tụ, với đảng và với cuộc kháng chiến. Đồng thời, ở đây ta thấy tác giả còn thể hiện tính dân tộc rõ nét với giọng thơ tâm tình ngọt ngào da diết, với nghệ thuật biểu hiện rất giàu tính dân tộc như sử dụng thể thơ lục bát kết hợp với cả kết cấu đối đáp mình ta, và trong sử dụng ngôn từ thì có rất nhiều hình ảnh biện pháp so sánh ẩn dụ quen thuộc của ca dao. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu toàn bộ bài thơ Việt Bắc. Chúc các em sẽ viết được những bài văn tốt. Xin chào tất cả các em.